Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nông dân Long An, tuy nhiên vì nhiều lý do mà mô hình này chưa thể nhân rộng như kỳ vọng. Mô hình ứng dụng công nghệ cao trên con tôm được thực hiện ở 4 quyện Cần Dù, Cần Đức, Tân Trụ và Châu Thành. Qua thực tế triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nông dân, cụ thể giúp tôm giảm thất thoát, giảm rủi ro dịch bệnh, sản lượng cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức nuôi truyền thống. Tuy nhiên, mô hình đòi hỏi kinh phí đầu tư khá lớn. Mỗi mô hình theo đúng công nghệ cao phải đầu tư từ 500 đến 600 triệu đồng một hecta. Ngoài ra, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao còn đòi khỏi phải có 70% diện tích phụ trợ, bao gồm ao nuôi tôm giống, hệ thống ao lắng để lọc sinh học và xử lý mầm bệnh trước khi cấp nước vào ao nuôi. Trong khi đa phần hộ nuôi nhỏ lẻ, tài chính có hạn nên không thể đầu tư, Chính vì thế nên tính đến thời điểm hiện tại, Long An chỉ mới thực hiện được 45 hecta tôm ứng dụng công nghệ cao, đạt 45% so với kế hoạch đến năm 2025.